Hôm nay trưởng thôn vào báo mới đã có những cái thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe và nóng nhất trong thời gian qua, đó chính là bà con có biết tin gì không? Chắc chắn tin gì nhỉ? Tin về thầy Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng bước đi khất thực, đi bộ khất thực. Đó, đây là cái thông tin mới nhất mà các bài báo rầm rộ đưa tin trong từ sáng cho đến bây giờ. Và cái bài báo này là sớm nhất mình vừa mới nhận được, gần nhất là 14 phút, đó là bài báo Việt Nam Cộng. Toàn bộ cái bài báo này chúng ta muốn biết được tại sao mà thầy lại dừng bước. Thì chúng ta hãy nghe hết bài báo này thì chúng ta mới có thể biết được tại sao. Và hôm nay trời ở Hà Nội cũng tương đối là nóng, thế nhưng mà nóng thì cũng không bằng nóng bằng bài báo này các bạn ạ. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm báo cùng với trưởng thôn ông Lê Anh Tú, tức là thầy Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Theo thông tin từ ban giáo hội, theo thông tin từ ban tôn giáo chính phủ, ông Lê Anh Tú tự xưng là Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Theo thông tin từ ban giáo tôn giáo chính phủ cung cấp ngày 3 tháng 6, ông Lê Anh Tú, tức là thầy Thích Minh Tuệ, đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Ông Lê Anh Tú sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Ia Tô, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai. Hiện không có địa chỉ cư trú cố định, chưa làm căn cước công dân. Tức là theo như thầy nói rất là nhiều ở trên các video của các bạn YouTuber là thầy quyết hết tất cả các loại giấy tờ. Thế nhưng mà đây là theo thầy, chứ còn theo pháp luật Việt Nam thì là thầy không có, tức là một là thầy đánh mất, có rồi thì là thầy vẫn đi, là thầy đánh mất. Nếu chưa có thì là thầy chưa làm. Đấy, để cho chúng ta hiểu rõ về cái từ là thầy chưa làm nhé các bạn nhé. Chưa làm căn cước công dân bắt đầu từ năm 2017 cho đến năm 2023. Tức là trong cái quãng từ năm 2017 đến năm 2023, thầy đã 3 lần đi khất thực từ Nam ra Bắc và ngược lại. Thế nhưng mà rất đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho đến bây giờ. Và còn đến năm 2024, lần thứ tư ông Tú đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa theo trục đường chính lên Cao Bằng, Hà Giang và hiện nay đang đi chiều ngược lại, hiện đã đến khu vực miền Trung Thừa Thiên Huế. Quá trình đi bộ này đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người. Đấy, đây là những cái cốt lõi nhất mà chúng ta hiểu tại sao mà thầy phải tự nguyện dừng bước, là cái đầu tiên là tập trung đông người. Theo ông Lê Anh Tú, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Đây là chính thầy nói là đông người này thì đã phải gây ra ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Đấy. Và cảnh quan môi trường đặc biệt ngày 30 tháng 5 năm 2024, một người đàn ông trong đoàn người đi theo có tên là Lương Thanh Sơn, tự xưng là thầy Minh Thiện. Tức là các bạn mà xem các cái clip ấy thì có thầy Minh Thiện là đi gần thầy Minh Tuệ. Thế nhưng mà thầy cũng đã qua đời hôm 30 tháng 5 rồi. Chú ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa,
dẫn tới tử vong. Đấy, đây là một sự đáng tiếc thứ hai mà thầy phải đưa ra cái quyết định là tự nguyện cắt thực. Tiếp theo đó là ngày 2 tháng 6, tức là sau 2 ngày thì có hai người phụ nữ khi đi theo ông Tú và đoàn người đã bị sốc nhiệt, đuối sức, các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa đến bệnh viện để điều trị. Trước những sự việc đáng tiếc nêu trên, cơ quan chức năng đã gặp gỡ trao đổi với ông Tú về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trình theo ý nguyện, song cần phải đảm bảo an toàn, tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ quất thực để đảm bảo sự ổn định xã hội, tính mạng, sức khỏe và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Mọi người dân nếu có niềm tin, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cần tìm hiểu, thực hành đúng giáo lý, giáo luật của các tôn giáo phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của người dân, của dân tộc và pháp luật của nhà nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định lành mạnh, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương và bình yên hạnh phúc của cộng đồng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam từng có văn bản khẳng định ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ, không phải là bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo mà chỉ là một công dân tu học. Đây là cái vấn đề cốt lõi mà thầy Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng chân. Ở phía sau đấy nữa thì còn có rất là nhiều các cái tổ tu, ví dụ như là tu nhân quả. Đấy, cũng là ảnh hưởng phức tạp rất là nhiều, và các cái thông tin nói lên, nói xuống, nói đi, nói lại, nói ngang, nói dọc về cuộc hành trình của thầy Minh Tuệ. Cho nên là thầy cũng đã rất là xuất sắc dừng tu. Vâng, và cái lý do nữa là đoàn của thầy càng ngày lại càng đông. Thế nhưng mà thực tế ra là thầy đã nói rồi, thầy không cần phải có hộ pháp, không cần phải đi theo để đảm bảo an toàn cho thầy, cứ đi cách thầy ra 5-7 mét. Thế nhưng mà hầu như là như ngày hôm qua mình xem cái clip ấy, thì lực lượng cảnh sát, cả lực lượng giao thông với lại cảnh sát trật tự ở khu vực thầy đi qua, khu vực Huế, làm việc rất là vất vả để mới giữ được cái sự xô đẩy của người dân. Thứ nhất là cơ bản nhất là cũng muốn gặp thầy để lễ. Đấy, theo như mình nói là lễ chứ không phải là hiếu kỳ các bạn. Đây là gặp thầy để lễ và các cái Phật tử thập hương nữa. Đấy, cho nên là thầy thôi, thầy dừng chân để thầy có sẽ tu ẩn tu, hoặc là thầy sẽ tu ở một cái ngọn núi nào đó hay hang động nào đó, thì thôi thì mình cũng xin chúc thầy có sức khỏe để sẽ tu tiếp cái ý nguyện của thầy. Và qua cái video này thì quý vị và các bạn Phật tử trong cũng như ngoài nước chúng ta hiểu rõ hơn về cái quyết định của thầy tự nguyện dừng khất thực đi bộ.
Trưởng thôn xin chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành và theo dõi video.